đội tuyển Bỉ hùng mạnh sẽ có cuộc đọ sức với đối thủ đang là ẩn số rất lớn mang tên Hy Lạp trong trận đấu giao hữu trước thềm Euro 2020. Đây sẽ là trận đấu quan trọng để hai đội rà soát lực lượng trước khi bước vào những cuộc chiến thực sự tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp đội tuyển. Soi kèo bóng đá đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Hy Lạp thuộc loạt trận giao hữu trước thềm Euro 2020. Thời gian diễn ra là 1:45 ngày 4 tháng 6 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Soi kèo trận đấu đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Hy Lạp, phong độ của đội tuyển Bỉ năm trận gần nhất. Bỉ đang là thế lực hùng mạnh tại châu Âu với một đội hình khủng gộp toàn những siêu sao triệu đô. Trong 5 trận đấu gần nhất, Bỉ thể hiện sức mạnh đáng sợ với chuỗi 5 trận bất bại với 4 thắng và 1 hòa. Trong đó, đội tuyển này thắng cả đội tuyển Anh, đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển xứ Wales, những đối thủ rất đáng gờm tại châu Âu vào lúc này. Phong độ của đội tuyển Hy Lạp 5 trận gần nhất. Hy Lạp đang khiến giới đầu tư phải suy nghĩ mỗi khi đặt kèo cho trận đấu có sự góp mặt của đội bóng này. Lý do là bởi trong 5 trận đấu gần nhất, họ có 3 trận hòa và 2 trận thắng. Hơn nữa đó là những trận hòa trước đối thủ khá mạnh là Tây Ban Nha và Slovenia, cộng với 2 trận thắng trước Moldova và Honduras, thì chắc hẳn đây sẽ là một cái tên mà anh em phải lưu tâm bởi lối chơi cực kỳ chắc chắn và rình rập thời cơ. Soi kèo tài xỉu Bỉ gặp Hy Lạp. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1.25. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 1.03 nếu trận đấu ra tài và ăn cược 0.85 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3 hòa. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0.84 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 1.06 nếu trận đấu ra xỉu. 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển Bỉ ra tài ở 3 trận và ra xỉu ở 2 trận. Hy Lạp ra tài ở 1 trận và ra xỉu ở 4 trận. Đáng chú ý, Bỉ đã giành chiến thắng 8-0 trước Belarus, một chiến thắng rất đậm và đầy bất ngờ. Ở trận đấu đó, Bỉ đã phô diễn sức mạnh thực sự với những pha phối hợp tấn công cực kỳ nhuần nhuyễn. Thế nhưng Hy Lạp là một đối thủ rất cứng với lối chơi mạnh mẽ và những pha bóng quyết liệt. Phong cách phản công như vũ bão và đầy tốc độ cũng là điều khiến cho những đối thủ phải quan ngại khi phải đối đầu với đội tuyển này. Với các lý do trên thì một kết quả tài từ những bàn thắng mà cả hai đội mang đến là rất cao. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 1.5. Đội tuyển Bỉ nằm cửa trên và chấp Hy Lạp với mức chấp là 1.5 trái. Bỉ đang là ông lớn thực sự tại châu Âu với dàn binh hùng tướng mạnh cực khủng. Hàng công của đội tuyển này đang có rất nhiều ngôi sao thượng hạng khiến bất cứ đội tuyển nào phải đối mặt đều phải e dè. 5 trận đấu vừa qua đã chứng minh rõ nhất về sức mạnh của họ. Hàng phòng ngự cũng đang cho thấy sự chắc chắn với rất ít bàn thua phải nhận ở 5 trận đấu vừa qua. Đối thủ của Bỉ là Hy Lạp cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Đội tuyển này đã khiến Tây Ban Nha phải chia điểm trong một trận đấu mà đội tuyển xứ Bò Tót đã phải chơi theo những toan tính của đối thủ. Sự chắc chắn hai đội đều có, nhưng để so được với đội tuyển Bỉ thì Hy Lạp còn phải cố gắng rất nhiều. Với các nhận định trên thì theo tôi, cửa trên đội tuyển Bỉ và kèo tài là sự lựa chọn đúng đắn. Dự đoán tỷ số trận đấu, đội tuyển Bỉ thắng 3-1 đội tuyển Hy Lạp.